Nếu không có sự xuất thần của Văn Lâm, Bình Định không thể thắng được Nam Định ngay tại Thiên Trường. Đơn giản bởi nếu không có những pha cứu thua không tưởng của Văn Lâm, thì Bình Định với lối chơi phòng ngự phản công của mình không thể phát huy được tác dụng. Các bạn có thể xem được một series những pha cứu thua ngoạn mục của Đặng Văn Lâm trong trận đấu giữa đội Nam Định và Bình Định. Rất nhiều những người đã tỏa sáng trong trận đấu này, huấn luyện viên Bùi Hoàng Quang Huy, Leo Walker bên phía Bình Định, nhưng mình cho rằng người có đóng góp thầm lặng và quan trọng và bậc nhất phải là Đặng Văn Lâm. Các bạn đang nhìn thấy rất nhiều những tình huống mà có lẽ người ta chỉ đặt ra một câu hỏi là chả hiểu vì lý do gì mà Văn Lâm vẫn giữ được khung thành của mình một cách rất chắc chắn trước sự tấn công liên tiếp từ đội bóng xuất sắc nhất, với cầu thủ xuất sắc nhất, với hàng công mạnh mẽ nhất và ở sân vận động mà đông đảo nhất. Các bạn hãy cùng like và follow Vlog Minh Hải để nhận mọi thông tin mới nhất, những hình ảnh ấn tượng nhất. Cảm ơn các bạn rất nhiều.